Xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục một cái clip là đi săn bắt nha. Nhưng mà hôm nay là Dương đi săn bắt đây là Dương giăng câu nha. Nhưng mà Dương không có giăng câu bình thường. Dương chỉ giăng câu trời. Thì Dương nói giăng câu trời đây là mọi người chắc là có một số người là chắc là rất là lạ lẫm đúng không? Thì hôm nay Dương sẽ cho mọi người thấy cái câu trời của Dương giăng như thế nào nha. Rồi, bây giờ Dương sẽ tiến hành mình chuẩn bị đi giăng câu trời nha. Thì câu này Dương vừa làm hồi sáng luôn nha. Thì giăng câu trời đây cũng có hai cái cây nha, để cầm căng cái câu giăng câu mình lên trên trời nha. Thì câu Dương làm xong rồi đây đó. Thì cũng có một ít dây thì để mình căng lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia, mình bắt đầu từ bên kia mình kéo về bên đây nha.